Mình chào tất cả các bạn nhé. Thực sự thì hôm nay ấy, mình cũng không có tâm trạng để mà làm clip này nọ gì đâu, bởi vì là cái kênh của mình chủ yếu là làm mà các bạn xem là quan tâm tới cái con rồng Nam Mỹ của mình, và nhất là cái con rồng đỏ. Mà cũng như các bạn biết ấy, hôm qua cái con rồng đỏ của mình nó mất rồi. Nếu như mình nhớ không nhầm thì nó được tầm khoảng hơn 2 tháng từ khi mà cái bệnh trĩ của nó. Cái thời gian đầu mà khi nó mới bị ấy, nó bỏ ăn từ từ các bạn. Nó ăn ít dần lại. Mình thực ra là mình chủ quan khi mà mình không đánh giá cái mức độ nguy hiểm của cái bệnh đường ruột này. Cũng có tìm hiểu và cũng có tham khảo của những người đi trước, những người có kinh nghiệm như là anh Nam Ngô, anh Lâm Hải, và cũng xem một vài những cái clip mà các bạn đã chia sẻ gần đây về cách chữa trị. Thì thực ra khi mà cái con rồng ấy nó mới bị thì chúng ta có thể áp dụng được cái cách chữa trị như là các bạn đã gửi clip cho mình, đó là dùng tay ấn vào rồi dùng băng quấn nó lại rồi cho uống thuốc 1-2 ngày hoặc là 5-7 ngày rồi đấy, nó sẽ tự khắc nó khỏi. Nhưng mà đấy là mới thôi, chứ còn để cho cái búi trĩ của nó dài ra rồi thì nó lại là một vấn đề khác rất là khó trị. Khi mà đợt trước ấy, thì khi mà nó ăn uống bình thường nó vẫn có thể đi vệ sinh được, phân của nó hơi khô một tí. Cái vấn đề ở đây là nó vẫn bị đường ruột, nó cứ phải dặn ra ngoài nên mình lại không để ý cái vấn đề đấy. Cái vấn đề khi mà phân của nó mà bị khô ấy, thì chúng ta có thể gọi là thụt cho nó này, rồi cho nó uống thuốc, rồi uống men tiêu hóa, rồi nhiều kiểu. Nhưng mà thực sự là mình là chủ quan, thực ra là cái con rồng nó cũng mất rồi. Thì cái gì nó qua rồi thì nên cho qua các bạn. Nhưng mà thực ra là hơi buồn, vẫn buồn. Tâm trạng thì nó cũng không thể nào mà nó vui ngay lại được. Đấy, bao nhiêu dự định, bao nhiêu là cái là tương lai, khi mà mình nghĩ là sẽ làm cho nó một cái chuồng, khi mà nó khỏi bệnh thì nó có thể nó sẽ leo trèo trong cái avi to hay là mình thả vào đấy. Thì bây giờ không được nữa rồi các bạn ạ, nó lại đang yên nghỉ ở chỗ khu vườn nhà mình rồi. Đấy, thì hôm nay cũng tâm sự với các bạn là như vậy, là không nên chủ quan với tất cả cái gì cả. Ở đằng sau mình là cái chuồng mà trước nó ở đấy. Hôm nay mình cũng đã thả cái con rồng xanh vào rồi, chính thức là mình thả vào từ chiều hôm qua. Hôm nay thì mới làm clip để cho các bạn xem. Hiện tại con rồng xanh của mình nó đang ma trèo ở góc kìa. Bây giờ thì mình sẽ bắt cái con rồng xanh xuống để cho các bạn xem nhé. Con rồng xanh thì mình đã bắt ra ngoài này rồi này. Bây giờ thì hiện tại về bò sát ấy, mình chỉ còn con này thôi, với lại cả ba con rùa. Thì ba con rùa thì chắc là cũng không tính vào trong cái dòng bò sát này nhỉ. Đấy, thì mình chỉ còn duy nhất lại một con này với con này. Đấy, còn cái con đỏ thì nó bỏ mình đi rồi. Con xanh này nuôi đến bây giờ thì không biết là được bao nhiêu tháng này nhỉ? Cũng không nhớ đâu. Hiện tại thì nó cũng rất là ok, không có gì phải ấy cả. Bắt ra cho các bạn xem nha, là bây giờ còn mỗi một con này thôi. Nuôi cái con này thì một con này thì sẽ dễ yêu thương hơn các bạn ạ. Chứ còn đến hai con, không phải là nuôi một con hay hai con mà nó dễ yêu thương hay là không không yêu thương. Chỉ là cái con này đợt đấy nó lại về đúng cái đợt mà cái con rồng đỏ của mình nó bị ốm. Nên ra là mình cũng bỏ bê con này nhiều, không chăm được như là con đỏ. Chính là con đỏ thì mình đặt cái niềm yêu thương nhiều hơn là con xanh này. Để cái con xanh này đợt đấy về thì nó cũng hơi hung dữ một tí, với lại cộng hưởng với cái việc là con rồng đỏ này đúng cái đợt đấy con rồng đỏ thì nó lại bị trĩ ấy. Nên ra là mình tốn nhiều thời gian để tìm hiểu cái cách chữa này, rồi cũng chữa trị cho nó rồi đủ các kiểu rồi. Rồi chữa kể cả bằng thuốc dân gian cho người nữa, nhưng mà nó cũng không qua. Cái đợt mà chuyển chuồng thứ ba đấy là chuyển từ cái chuồng kính của cu Huy về trong cái chuồng này này, thì cái đợt chuyển cuối cùng
là nó bỏ ăn luôn các bạn ạ. Nó bỏ ăn là nó không ăn, không ăn không uống luôn. Nó cũng không dặn ị gì cả, nó không ăn một tí gì luôn. Đấy, nó không ăn, nó kiệt sức, nó teo đuôi, nó không không có một cái gọi là sức lực gì cả để nó chống chọi lại căn bệnh đó. Đâm ra là mình thua luôn. Đấy, nó bỏ ăn luôn các bạn. Bây giờ hiện tại là chỉ còn lại một cái con xanh này thôi. Thì hy vọng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình trong cái quá trình là mình ghi hình những con này này, đăng tải chia sẻ những cái câu chuyện về những con thú cưng của mình cho các bạn xem. Rất mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Đấy, trong tương lai thì bây giờ thì mình sẽ không hứa hẹn bất kể một cái gì trong tương lai cả, vì có nhiều cái nó sẽ xảy ra trong tương lai đó, nên là cũng không nói trước được cái gì. Đây, con của mình bây giờ thì nó chỉ leo leo trèo trèo này thôi, chứ nó cũng không phóng, không sợ là nó chạy ra ngoài kia đâu. Nó chỉ nằm như này thôi các bạn này. Đấy, nó cũng không có sợ gì đâu nhá. Các bạn có thể thấy là nó không thở gấp gáp gì cả. Mình sờ đầu nó thì nó sẽ đang đi ngủ thôi. Rất là ok luôn. Đồng xanh bây giờ thì chắc là phải hơn 5x rồi. Đợt 1 này chắc là phải hơn 5x rồi đấy các bạn nhỉ. Đấy, đuôi khá là dài thôi. Cái phần đuôi cụt của nó thì nó đang mọc ra rồi. Đang mọc ra một tí đen đen và bị gốc khúc hay đen xì luôn. Sắp tới thì các bạn muốn là mình rước về một em to hẳn hay là rước về một em baby lại để nuôi những em baby từ đầu cho nó chăm cho nó thích các bạn nhỉ. Con này bây giờ nó cứ thích trèo lên trên cao chứ nó không không ở yên tay. Yên nào. Đây, nằm trên tay anh như này không? Bò đi đâu nữa? Cứ thích bò lên trên tay như này đi. Không nằm yên được này, nó cào xù hết cả áo rồi. Ây da. Nào, anh chưa cắt móng đâu, đau anh. Ok. Thôi bây giờ thì anh sẽ yêu thương em nhé. À, anh đỏ kia thì chị đỏ kia chị đi mất rồi. Thì bây giờ còn em thì anh sẽ yêu thương em nhé, nhưng mà không được quật đuôi và không được cắn anh nhé. À, các bạn là để mình cho các bạn xem cho nó gần một chút này. Thì cái con này của mình nhá, là mình rất thích những cái con rồng gì mà cái mõm của nó này, cái khuôn mặt của nó đấy, nó ngắn lại. Nó càng ngắn thì nó càng đẹp. Đấy là theo cái quan điểm của mình, là mình thích những con rồng mà nó có cái phần mõm này. Cái phần mõm này của nó ngắn lại thì mình rất là thích. Còn những con nào mà mõm nó dài ra thì con đấy nó không được đẹp lắm đâu. Đấy, cái con nào mà mõm nó ngắn, nhưng mà con này hình như là cái phần miệng của nó hơi hở một tí. Hay là cái con rồng nào lớn nó trưởng thành nó cũng đều hở hở ra nhỉ. Mình nhìn thấy một số những con rồng nó miệng nó hở rồi. Con này thì chịu khó ngâm nước nên là mình cũng không sợ về cái khả năng nó bị khô bên trong đâu. Chỉ là nó bị một vài những cái móng nó đang bị lỗi một tí. Có một cái móng chân bị gập và đuôi nó bị lỗi một tí như này này. Nhưng mà đối với những người mà người ta chơi theo cái kiểu nuôi cái gì mình cũng không biết dùng từ gì nhỉ. Thì họ đánh giá là xấu với đẹp. Ô, nó vượt. Ô, nó đi ị này. Wow. Đấy quá. Đấy. Một cái dạng phân mà nó phải như thế các bạn. Nó phải có nó đi urat đi trước, sau đó là phân kèm urat đi theo sau thì nó là rất là ok. Nhưng mà còn cái mà ra toàn cái phân ra một kiểu, nó urat ra một kiểu thì nguy hiểm. Đây này, nó ị đầy ra nhà này. Một cái cục phân khá là to. Bạn nhìn thấy không? Đấy. Ị đầy ra nhà luôn. Rồi, để mình cho nó ị xong rồi mình cho nó vào trong chuồng nhé. Ui, kinh quá. Các bạn ơi, có lẽ là mình cũng xin phép các bạn mình kết thúc luôn cái clip này của mình ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau của mình. Là mình thả cái con này vào trong chuồng để cho nó yên tĩnh đi. Đấy, bao giờ nó ăn uống bình thường rồi thì mới bắt ra ngoài chơi và quay clip nhiều cho các bạn xem được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau của mình nhé. Bye bye.